gái Tây tấm tắc khen một món ăn đường phố của Việt Nam, nhìn quen nhưng không ngờ nhiều người chưa bao giờ được thử. Rõ ràng là món ăn quen thuộc ở Việt Nam mà sao nó lạ lắm. Đã không ít lần, các du khách quốc tế phải trầm trồ thích thú trước món ăn của Việt Nam. Không chỉ là những món đặc sản mà đôi khi chính những món ăn đường phố giản dị cũng đủ sức cưa đổ một vị khách nào đó. Như mới đây, một cô gái Tây đã tỏ ra rất thích thú khi được ăn một món ăn đường phố bán rất nhiều trên Hồ Tây, Hà Nội. Và còn thú vị hơn nữa khi nhiều cư dân mạng ở Hà Nội lại nhận ra dù món này rất quen nhưng kết hợp mới mẻ này lại chưa được thử bao giờ. Đó chính là bò bía, một món ăn vặt được bán rất phổ biến. Món này được làm từ các thanh đường, dừa nạo sợi, vừng đen và cuộn lại trong một loại bánh tráng mỏng. Tuy nhiên, điểm độc đáo nằm ở chỗ, món mà cô gái này được ăn là bò bía kết hợp với tem cho vào bên trong rồi cuộn lại cùng các nguyên liệu quen thuộc. Có lẽ đây là món mới được sáng tạo từ những người bán hàng, khiến cho các dân mạng không khỏi trầm trồ. Bò bía ăn rồi, ốc quế ăn rồi, nhưng bò bía cuộn ốc quế thì... Ô thế đây là món mới hay món cũ? Cũ trong mới, mới trong cũ. Bò bía cuộn kèm nghe cũng hay đấy chứ. Nếu ở Hà Nội mà thấy tò mò về hương vị của món ăn này thì đừng ngại thử bạn nhé. Cô nàng Tây trong clip trên đã trầm trồ khen ngợi lắm đó. Nguồn TikTok @bestworldwaytimun. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.